Nhưng tự nhiên là bốc cháy, bát hương cụ tổ bốc cháy, bông bông bụi. Tôi đã đánh giá là tôi bảo là nhất quá, hoàn hành, hoàn hành tốt. Cụ về cũng vui quá, tinh thần thế. Thế rồi ngoài ra là an toàn tuyệt đối. An toàn tuyệt đối. Mà tôi dự kiến là phải phá vỡ vào khoảng độ 6 ngày với sao. Bác nói là khi 6 giờ, 6 giờ là tất cả là an toàn tuyệt đối cho máy có một người. Thế nhưng mà cuối cùng á, là chỉ có ngày rưỡi là xong. Giải tỏa như thế là đủ ba miền Trung Nam Bắc đều về cả, đều về cả. Đấy. Là các cụ rồi thì các chú rồi các cháu về đông. Tổ đi
con thiết lễ tâm thành dâng lên dâng lên bái nguyện tổ tiên
mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu chi 1, chi 2, ngành 2, thôn Đăng Nhượng vào dâng lễ, dâng hương, cúng tổ. Xin kính mời. Thank you.
Thank you.
Thank you.
binh thân phục vị. Qua trường Đỗ Đạt
tuấn tú tài hoa, làm nên cơ nghiệp vươn xa tiến tới. Nay mở hội lễ khánh thanh tư đường, còn cháu chút chít thành tâm dâng hương cáo tế. Công sinh thành dưỡng dục, đội tế nam quan trinh tộc, cầu mong tiên tổ ban phước gia ân cho con cho cháu mạnh khỏe thọ trường, làm ăn tiến tới phát đài phát long an khang thịnh vượng. Trước án tiền con xin kính mời các ngài Ngọc Hoàng, Thanh Hoàng, Thổ Công, Thổ Địa, Long Mạch, Thần Linh, tại thôn Năng Nhượng cùng về dự hưởng. Con lại xin kính mời các chi tiên tổ, các anh hùng liệt sĩ trong họ, cô ri tí muội thúc má đệ huynh, bà cô ông mãnh thương vong tuyết tử hữu danh, cùng về dự hưởng. Kính cẩn phù hộ đô trì, cháu con nối nghiệp trường tồn mãi mãi, phục ri thượng hưởng cẩn cốc. Thank you.
phục vị. Xin kính mời. Trước hết, chúng ta cùng nhau thắp lên nén hương lòng kính nhớ tổ tiên. Khôn ngoan nhờ ấm cha ông, làm nên phải đói tổ tông phụng thờ. Đạo làm con chớ hứng hờ, phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm. Thank you.
dòng tộc có cháu xa gần về tới, bây giờ quê hương nhà làng nan đường trước sau. Giả tôi này chúng con cách xa con họ trung lý đường, ước mơ dù xa gần trở về, nay từ đường đó là một cái nôi từ xa xưa để lại cho con lòng cháu lạc. Dòng tộc trình ông xin mời thánh đức tự tổ ông tổ bà hãy chứng nhận nghệ hương bắt xa con họ cùng chung một thế. Đường đi về thước cửa, trong quả tượng người quả cụ đẹp như bức tranh theo. Nếu các con hiểu được, với tâm lòng xa gần ta đều là một họ, chẳng khác nhau. Nếu được lại thì gần, phàm thì qua, nơi thành phố Thái Bình, đó là các linh cách mạng mở khai sáng trở về cho mỗi chúng ta. Mỗi con người, dù sống ở đâu, ở nơi nào, vẫn mang quốc tịch Việt Nam và dòng dõi quân hồng cháu lạc. Dạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, anh em, con cháu, nội ngoại trình tộc, kính trọng quá khứ, yêu mến hiện tại, thiết tha với tương lai, đó là lễ làm người các cụ đã truyền lại chỉ với năm chữ: ái quốc mặc phong tử, tức là yêu tổ quốc không quên tổ tiên, và hai hàng câu đối: như tồn công đức truyền gia thứ, thượng hủ linh thanh ấp tại từ, và hưng nhược thủa xưa tổ tiên xây dựng nền quốc lập, quê hương thời mới con cháu chung sức hướng tương lai. Con cháu trịnh tộc dù ở quê nhà hay ở xa quê hương, ở mọi miền của tổ quốc luôn hướng về tổ tiên. Con cháu nội ngoại gần xa đã công đức đất đai, công sức tiền của, với tấm lòng mong muốn ngôi từ đường trịnh tộc được xây dựng khang trang cao đẹp. Từ thực tế đó, ngày 8 tháng 9 năm 2016, lễ động thổ xây dựng ngôi từ đường gần 4 tháng xây dựng ngôi từ đường trịnh tộc ngành 2 thôn Năng Nhượng khang trang cao đẹp đã hoàn thành. Đây là công trình rất có ý nghĩa, thể hiện tấm lòng tri ân của con cháu với tổ tiên, là nơi hội tụ của con cháu gần xa và được lưu truyền mãi mãi về sau. Ngày khánh thành từ đường trịnh tộc cũng là ngày vui chung của xóm làng, quê hương. Sang năm mới 2017, tiết trời đang lập xuân, trước hết cho phép tôi thay mặt ban tổ chức lễ khánh thành từ đường trịnh tộc thành 2 thôn Năng Nhượng kính chúc các vị đại biểu cùng các cụ, các ông, các bà, anh em, con cháu nội ngoại mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Về dự buổi lễ khánh thành từ đường hôm nay, tôi cũng xin trân trọng giới thiệu có các ông Trịnh Văn Dình, ông Trần Quốc Hội, ông Nguyễn Thành Yên đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, ông Đào Ngọc Sơn, ông Bùi Ngọc Sánh đại diện cho Ban công tác mặt trận của thôn, và ban thôn cũng có mặt đông đủ. Về dự lễ khánh thành hôm nay, tôi cũng xin trân trọng giới thiệu có các ông, các bà là trưởng tộc, là đại diện của dòng họ trong thôn. Về dự lễ khánh thành hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có các ông Nguyễn Đức Tâm và Vũ Thị Là, ông Vũ Văn Vinh, ông Lại Văn Đức, ông Đào Văn Hào, ông Vũ Văn Túc, ông Trần Văn Lộ, ông Trịnh Khắc Dương, ông Trần Văn Nhàn, ông Vũ Ngọc Nam. Về dự lễ khánh thành từ đường, tôi cũng xin trân trọng giới thiệu có các cụ, các ông, các bà, anh em, con cháu nội ngoại trịnh tộc ngành 1, ngành 2 cũng có mặt đông đủ. Đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu cụ Trịnh Khắc Tiếp lên đọc lời khai mạc và tuyên bố lễ khánh thành từ đường. Tôi xin phép các ông anh tôi ở xa với điều kiện là sức khỏe không thể về được. Thế thì cũng xin phép các ông anh tôi để bắt đầu bước vào buổi lễ khánh thành. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các ông, các bà, anh, em, con cháu nội ngoại của trịnh tộc, uống nước nhớ nguồn,
nhớ công đức của tổ tiên, con cháu tịnh tộc, nội ngoại xa gần, đồng tâm nhất trí, hiến đất, góp của, góp công, xây dựng ngôi từ đường để muôn đời thờ phụng tổ tiên, cũng là nơi con cháu đi xa về gần hội tụ. Sau 4 tháng thi công, ngôi từ đường khang trang cao đẹp đã hoàn thành. Ngày 23 tháng Chạp năm Bính Thân, con cháu đã rước bát hương tổ tiên về yên vị, tổ chức khánh thành dân hương bái tổ. Tôi chân thành cảm ơn sự hiện diện của các vị đại biểu, cảm ơn các ông, các bà, các anh, em, con cháu về dự lễ khánh thành hôm nay. Kính chúc các quý vị năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Tôi tuyên bố khai mạc buổi lễ cắt băng khánh thành bắt đầu. Xin cảm ơn. Ông Trịnh Khắc Tiếp, ông Trịnh Khắc Bà, ông Trịnh Xuân Già lên cắt băng khánh thành. Mở cửa từ đường đại diện cho các chi vào thắp hương cúng tổ. Xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Ngọc Sánh, đại diện cho ban công tác mặt trận của thôn và ban thôn lên tặng quà, tặng hoa. Kính mời ông Trịnh Khắc Bạn lên nhận quà, nhận hoa. Trịnh Văn Tài, đại diện cho Trịnh tộc Trà Giang lên tặng quà, tặng hoa. Xin mời ông Trịnh Khắc Bạn lên nhận quà, nhận hoa. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Lộ, đại diện cho các ông bà là trưởng tộc và đại diện cho họ tộc lên tặng quà, tặng hoa. Xin kính mời ông Trịnh Khắc Bạn lên nhận quà, nhận hoa.
ông Trịnh Duy Xuyên, đại diện cho ngành 1 lên tặng quà, tặng hoa. Xin kính mời ông Trịnh Khắc Bạc lên nhận quà, nhận hoa. Cảm ơn các ông. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trịnh Văn Nhượng, đại diện cho Trịnh tộc ngành 2, thôn Tiền Định lên tặng hoa. Xin kính mời ông Trịnh Khắc Bạc lên nhận quà, nhận hoa. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trịnh Văn Triều, đại diện cho tổ thợ lên tặng quà, tặng hoa. Xin kính mời ông Trịnh Khắc Bạc lên nhận quà, nhận hoa. Các gia đình có hoa vào tặng lên ngày lễ trọng đại của họ tộc, thay mặt ban tổ chức tôi xin nhận và cảm ơn các ông, các bà đại diện cho các đoàn đã tặng hoa, tặng quà vào ngày lễ khánh thành từ đường Trịnh tộc ngày 2 thôn Đăng Nhượng hôm nay. Trân trọng giới thiệu ông Trịnh Khắc Triền lên đọc tóm tắt quá trình phát triển của Trịnh tộc ngành 2 thôn Đăng Nhượng. Các vị đại biểu, đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trà Giang. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho Đảng, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và cán bộ nhân dân thôn Đăng Nhượng. Được sự ủy quyền của các bậc cao niên trong họ, được sự phân công của ban tổ chức lễ khánh thành từ đường Trịnh tộc ngành 2, tôi xin được báo cáo tóm tắt về sự hình thành và phát triển Trịnh tộc Đăng Nhượng ngành 2. Cách đây 200 năm, thời Minh Mạng Triều Nguyễn, giải đất ngoài đê sông Trà Lý, từ trạm bơm Cống Chí đến chùa Hồ, thôn Gia Mỹ, xã Hồng Thái, còn là bãi Phù Sa, đầm lầy, lau cỏ, mọc hoang vu. Với tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ đến muôn đời con cháu mai sau, cụ Trịnh Công Loan là người con trai thứ 7 của đời thứ 9 Trịnh tộc Trà Giang. Đang thực thụ cai tổ, cụ được ông cha cử ra đứng lên cùng với lục tộc, tức là 6 họ, cùng nhau ra đắp đê, xây cầu cống, khai hoang, lập ấp, lập lên làng Hưng Nhượng, tiền thân của thôn Đăng Nhượng ngày nay. Để ghi nhớ công lao của cụ, dân làng đã lập bát hương thờ cụ ở tại đình làng xưa nay. Hàng năm tế cụ vào ngày 26 tháng Giêng. Đây là một di sản quý giá mà tổ tiên để lại cho muôn đời con cháu mai sau. Đúng như câu đối đã để lại, như tồn công đức truyền gia thư, thượng hủ linh thanh ấp tại từ. Theo gia phả của Trịnh tộc Trà Giang, cụ Trịnh Công Loan là người con trai thứ 7 của đời thứ 9, thuộc chi 2 ngành 2. Khi cùng các con ra tạo lập làng Đăng Nhượng, được gọi là Trịnh tộc ngành 2 thôn Đăng Nhượng. Tới nay trải qua 2 thế kỷ, 7 đời kế tiếp, từ một cây cổ thụ nay đã có đại ngàn huệ quế xanh tươi, là một họ lớn trong các dòng họ của thôn Đăng Nhượng. Tôi xin phép được đưa ra một vài số liệu để thấy được sự phát triển của con cháu Trịnh tộc. Đời thứ nhất có cụ tổ, đời thứ hai có 4 cụ ông, đời thứ ba có 25 cụ, 14 cụ ông, 11 cụ bà, đời thứ tư có 62 cụ, 38 cụ ông, 24 cụ bà, đời thứ năm có 153 người, 78 nam, 57 nữ.
Đời thứ sáu có 201 người, 101 nam, 100 nữ. Đời thứ bảy có 125 người, 67 nam, 58 nữ. Và đời thứ tám hiện nay là có 2 cháu. Tổng đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016, qua 8 đời con cháu của cụ tổ, có 572 người, trong đó 302 nam, 270 nữ. Hiện nay con cháu của cụ đang sinh sống, làm việc, công tác, học tập trên mọi miền tổ quốc và ở nước ngoài. Phát huy truyền thống của tổ tiên, nay dù ở đâu, con cháu họ tộc cũng đều đã và đang vươn lên xây dựng cuộc sống về kinh tế xã hội. Đồng thời với việc phát triển kinh tế xã hội còn tích cực đóng góp sức người, sức của vào công cuộc xây dựng của đất nước, của quê hương. Ở bất kỳ thời điểm nào, họ tộc cũng có người ra gánh vác việc làng, việc nước. Cụ tổ khi ở thiền định ra năng nhược, cụ phụ chức cai tổng, sau gọi là chánh tổng. Qua quá trình, nhiều cụ đã ra gánh vác việc làng, việc nước, đặc biệt là họ tộc có cụ Trịnh Đức Long. Cụ được cử đi thi nho ở Hà Nội và đã đỗ giải nhì trong việc thi đình. Cụ được phong cửu phẩm văn giai thời cuối triều Nguyễn. Trong quá trình làm việc dưới chế độ phong kiến, các cụ đều có trách nhiệm hết lòng vì dân nên được nhân dân kính trọng. Nhiều người ra gánh vác công việc trọng trách như giám đốc, phó giám đốc ở lĩnh vực kinh tế, hiệu trưởng, hiệu phó, giảng viên, giáo viên trên lĩnh vực giáo dục, sĩ quan cấp úy, cấp tá trong lực lượng vũ trang, cán bộ các đoàn thể, cán bộ xóm thôn, chủ tịch, bí thư, phường xã nơi sinh sống. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, họ tộc có 30 người con ra gia nhập quân đội và lực lượng thanh niên xung phong đã trực tiếp cầm súng chiến đấu ở chiến trường. Có 4 người con của họ tộc đã hy sinh trong cuộc chiến đấu, 12 người là thương binh, bệnh binh, là nạn nhân chất độc da cam. Đó là chưa kể về của cải công sức của hậu phương gửi ra chiến trường. Đây là một đóng góp không nhỏ của một chi nhánh dòng họ vào công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống thực dân Mỹ đầy gian khổ, ác liệt của dân tộc ta. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nội ngoại của cộng đồng, nhận thức rõ một yếu tố không thể thiếu được, đó là con người phải có văn hóa, có trình độ lý luận, nhận thức và thực tiễn để vươn trải, vươn lên trong cuộc sống. Muốn vậy phải tích cực học tập để tu thân lập nghiệp, học tập để xây dựng cuộc sống cho bản thân, cho gia đình và đóng góp cho xã hội. Nên từ thế kỷ này đến các thế kỷ khác, đời này qua đời khác, việc học hành của họ tộc luôn luôn được quan tâm. Từ xa xưa, nhiều cụ đã học, có học vấn cao, ra gánh vác việc làng, việc nước, được nhân dân kính trọng như tôi đã báo cáo trên. Hòa bình lập lại đến nay, việc học hành được quan tâm hơn. 100% các cháu đã học hết cấp 2, trong đó có nhiều cháu đã học hết cấp 3, học đại học, học cao học. Hiện nay, dòng họ có 52 người là kỹ sư, là bác sĩ, là cử nhân, là những người đang học trên trường đại học, trường cao đẳng, trường cao học. Có 45 người có trình độ là cao đẳng và trung cấp nghiệp vụ. Nhiều gia đình có 2 người, có 3 người, có 4 người, có những gia đình có 5 người có trình độ đại học và trên đại học. Đến nay, dòng họ có 29 người đã được tặng thưởng các huân chương các loại, gồm 65 huân chương. Có 42 người là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có nhiều người có 30 năm, 40 năm, 50 năm, trên 50 năm tuổi đảng. Để động viên tinh thần học tập của con cháu, năm 2010, họ tộc đã thành lập Hội Khuyến học dòng họ.
ngay từ ngày đầu thành lập đã được cả họ đồng thuận, hưởng ứng và ủng hộ. Đến nay đã có 296 lượt người tham gia ủng hộ quỹ khuyến học với số tiền là 30.130.000 đồng. Hàng năm cứ vào ngày 2 tháng 9 trước khi vào niên học mới, họ tộc lại tổ chức khen thưởng động viên cho các cháu học giỏi. Qua 6 năm, họ tộc đã khen thưởng cho 223 cháu có thành tích xuất sắc trong học tập. Hiện nay hội còn quý có 21.739.000 đồng. Chi hội khuyến học của dòng họ đã được huyện hội khuyến học tặng giấy khen trong nhiệm kỳ qua. Để có được sự hình thành và phát triển của thịnh tộc ngày hai thôn năng nhiều như ngày nay, trước hết là nhờ có công ơn của cụ tổ và các thế hệ kế tiếp sinh thành dưỡng dục. Để tri ân tổ tiên, và các bậc sinh thành dưỡng dục con cháu, các thế hệ ngày nay đã đoàn kết cùng nhau nâng cấp xây ngôi từ đường cao đẹp khang trang hơn để thờ tổ tiên và cũng là đón con cháu xa gần về quê hội tụ trong những ngày thời gian không cho phép. Tôi không thể báo cáo được chi tiết và những mốc thời gian không gian các số liệu là nhờ có sự lưu truyền của các cụ, sự sưu tầm và ghi chép lại của ban tổ chức lễ khánh thành từ đường và ban trị sự họ tộc. Có gì chưa được hoàn chỉnh hoặc còn sơ suất, kính mong các quý vị lưỡng thứ và gặp chúng tôi góp ý giúp đỡ. Chúng tôi xin trân trọng tiếp thu. Cuối cùng, tôi xin đại diện cho họ tộc, cho ban tổ chức lễ khánh thành từ đường của tỉnh tộc ngày hai, nhân dịp đầu xuân năm mới, xuân Đinh Dậu, kính chúc tất cả các quý vị và mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trịnh Khắc Tiếp, lên đọc quyết toán sơ bộ công trình. Xin kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại diện cho Đảng, cho chính quyền, hội đồng nhân dân xã cũng như Đảng lãnh đạo chính quyền địa phương. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh chị em và toàn thể con cháu nội ngoại của Trịnh tộc ngành hai thôn Năng Nhậm. Được sự phân công của ban xây dựng từ đường, tôi xin báo cáo tổng hợp về sơ bộ về thu chi xây dựng từ đường này. Phần 1 là sơ lược về tổng hợp diện tích đất. Theo như truyền khẩu, từ những năm 1941 là cụ đến năm 42, cụ Trịnh Thị Chi là tiến cúng già nửa sào đất. Và đến năm 2009, năm Kỷ Sửu, bà Trịnh Thị Bưởi là mua đất để công đức lại cho họ tộc. Và đến năm 2016, ông gia đình ông bà Tẹo Bạn cùng con cháu tiến cúng 18,5 mét đất. Và bà gia đình ông bà Uấn cùng con cháu tiến cúng 12 mét vuông đất. Gia đình ông bà Chín tiến cúng 0,5 mét đất. Và đấy là phần đất. Phần thứ hai là phần thu chi. Phần thứ nhất là phần thu, thì thu có 3 phần. Phần thứ nhất là thu đinh. Đinh hiện tại là được 224 triệu trên 229 đinh. Về tiền công đức, tới ngày 20 tháng riêng năm Đinh Dậu, tổng số công đức là 288 triệu 095 nghìn. Như vậy, cộng thu trừ chi là tổng thu là 524 triệu 121 nghìn. Tổng chi là 472 triệu 747 nghìn. Cộng thu trừ chi là còn dư 51 triệu 374 nghìn. Kính thưa các vị khách quý cùng các vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh chị em, con cháu nội ngoại đôi bên của Trịnh tộc. Phần vì thời gian có hạn, tôi chỉ báo cáo tổng hợp, còn phần chi tiết báo cáo trước ban họ sẽ được cập nhật. Ai cần thì gặp gỡ và tham gia ý kiến
có gì sẽ gặp chúng tôi sau. Tôi xin chân thành cảm ơn. Cuối cùng tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể con cháu nội ngoại của Trịnh tộc luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trịnh Khắc Hiện lên đọc phần công đức. Xin kính mời. Kính thưa các vị đại biểu, quý khách, kính thưa các cụ, các ông, các bà, chú bác, anh em nội ngoại của họ tộc. Ngôi từ đường Trịnh tộc ngày 2 năm nhuận được các cụ xây dựng năm Giáp Thân 1944 đến năm Nhâm Thân 1992, con cháu đã tu sửa lại tới năm Bính Thân 2016. Trải qua gần một thế kỷ, ngôi từ đường đã biểu hiện xuống cấp và chật chội. Con cháu nội ngoại xa gần nguyện vọng xây dựng lại ngôi từ đường cho khang trang và rộng rãi hơn. Mong muốn của con cháu đã được họ tộc thống nhất và quyết định. Họ tộc đã cử ra ban kiến thiết tổ tài chính để thực thi công việc triển khai thiết kế và tiếp nhận nguồn tài chính của con cháu xa gần gửi về. Nhiều gia đình đã công đức thêm mặt bằng đất để mở rộng công trình. Nguồn tài chính của con cháu xa gần gửi về dồi dào vượt quá dự kiến ban đầu. Được sự phân công của ban kiến thiết tổ tài chính, tôi xin báo cáo về phần công đức như sau. Gia đình ông Trịnh Khắc Bạn ở Năng Nhuộm, tôi đọc phần công đức ấy. Còn cái phần về phần xuất binh ấy, thì báo cáo với lại quý vị đại biểu và các cụ ông các bà thì hiện nay gần như là xong, tới bây giờ là 226 triệu, trong đó là vâng gia đình ông Trịnh Khắc Bạn số tiền công đức là 7.500.000 đồng, gia đình bà chị Siết ở Hà Nội là 5 triệu đồng, cháu Thêu An là công đức một đôi đèn thờ cũng trị giá có lẽ khoảng chục triệu. Ông Trịnh Khắc Bà, ông Trịnh Khắc Trị Năng Nhuộm công đức 1.500.000 đồng, cháu Trịnh Khắc Hiếu Hà Nội công đức 2 triệu đồng, cháu Trịnh Khắc Điềm Hà Nội công đức 2 triệu đồng, cháu Trịnh Thị Hiền Hương Năng Nhuộm công đức 300.000 đồng, cháu Trịnh Thị Hoài Dục Dương công đức 200.000 đồng, cháu Trịnh Thị Thê Hà Nội công đức 500.000 đồng, bà Trịnh Thị Tới Năng Nhuộm công đức 500.000 đồng, cháu Trịnh Thị Tho Mạnh công đức 5 triệu đồng, ông Trịnh Khắc Liệt Năng Nhuộm công đức 500.000 đồng, ông Trịnh Khắc Vĩnh Đắk Lắk công đức 1 triệu đồng, cháu Trịnh Thị Cúc Ý chồng Lý Đắk Lắk công đức 500.000 đồng, cháu Trịnh Thị Nhung Giác Đắk Lắk công đức 500.000 đồng, bà Trịnh Thị Oanh ở Vũng Tàu công đức 2 triệu đồng, bà Trịnh Thị Yến Vũng Tàu công đức 1 triệu đồng, bà Vũ Thị Nhuần ở Năng Nhuộm công đức 200.000 đồng, cháu Trịnh Khắc Hiệp Hạn Năng Nhuộm công đức 1 triệu đồng, cháu Trịnh Thị Thế Rinh Hà Nội công đức 1 triệu đồng, gia đình cháu Trịnh Khắc Ngoài Phong ở Lào Cai là công đức đất vừa rồi là thêm là 12 m². Ông Trịnh Khanh thành phố Thái Bình công đức 1 triệu đồng, bà Trịnh Thị Nguyệt Bình Nguyên công đức 100.000 đồng, bà Trịnh Thị Thước Trực Tầm công đức 100.000 đồng, bà Trịnh Thị Tất Năng Nhuộm công đức 200.000 đồng, bà Trịnh Thị Miên Trực Tầm công đức 100.000 đồng, bà Trịnh Thị Gái Trực Tầm công đức 100.000 đồng, bà Trịnh Thị Oanh ở Diệm Dương công đức 425.000 đồng. Đây là từ hôm trước, còn hôm qua là có thêm đó, nhưng nay tôi chưa cộng vào. Bà cháu Thị Vui Thùy ở Hải Phòng là công đức 100.000 đồng, ông Trần Văn Tuẩn ở Năng Nhuộm công đức 200.000 đồng. Cụ Lám, cụ bà công đức 500.000 đồng, cụ Trịnh Thị Huê là cụ Sách ở Dục Dương công đức 100.000 đồng, gia đình ông Trịnh Khắc Ứng Năng Nhuộm công đức 1 triệu đồng, gia đình ông Trịnh Khắc Triền Thuyền Định công đức 1 triệu đồng, gia đình ông Trịnh Khắc Tiễn Năng Nhuộm công đức 500.000 đồng, gia đình ông Trịnh Khắc Tiềm ở Sài Gòn công đức 1 triệu đồng, ông Trịnh Minh Chính gia đình Trịnh Minh Chính công đức là 0,5 m² đất.
Bà Trịnh Thị Liên ở Diệm Dương công đức 105.000 đồng. Ông Đặng Minh ở Hà Nội công đức 200.000 đồng. Ông Trịnh Khắc Thiển ở Năng Nhượng công đức 400.000 đồng. Cháu Trịnh Thị Diệp Tú Hà Nội công đức 100.000 đồng. Cháu Trịnh Thị Thơ Đại học Đại học Thái Bình công đức 200.000 đồng. Cụ Biêu Thiền Định công đức 100.000 đồng. Và cháu Trịnh Tân Nguyên Hà Nội công đức 300.000 đồng. Ông Trịnh Khắc Hiệt Năng Nhượng công đức 2 triệu đồng. Ông Trịnh Khắc Căng ở Bình Phước công đức 1 triệu đồng. Ông Trịnh Quang Vinh Năng Nhượng công đức 1 triệu đồng. Cháu Trịnh Đức Doanh Nụ Năng Nhượng công đức 300.000 đồng. Bà Trịnh Thị Rượu Năng Nhượng công đức 1 triệu đồng. Cháu Trịnh Minh Nguyên Thoan Hà Nội công đức 20 triệu đồng. Cháu Trịnh Thế Khắc Thỉnh Năng Nhượng công đức 500.000 đồng. Bà Thuần công đức ở Năng Nhượng công đức 200.000 đồng. Cháu Trịnh Thúy Thủy Hà Nội công đức 20 triệu đồng. Cháu Phí Văn Dân Hà Nội công đức 500.000 đồng. Cháu Trịnh Thị Hằng Quang Hồng Hà Nội công đức 500.000 đồng. Gia đình bà Son Trì Năng Nhượng công đức 3 triệu đồng. Gia đình bà Trịnh Thị Lĩnh Hà Nội công đức 3 triệu đồng. Cháu Trịnh Thị Mát Xuân ở thành phố Thái Bình công đức 500.000 đồng. Bà Trịnh Thị Mì Bình Phước công đức 750.000 đồng. Bà Trịnh Thị Mùi Bình Phước công đức 250.000 đồng. Gia đình cháu Hùng Hải ở Hà Nội, cháu Hùng Cháu Hải Hà Nội công đức 100 triệu đồng. Bà Trịnh Thị Báu Phúng Việt Nam công đức 100.000 đồng. Bà Trịnh Thị My ở Châu Phương công đức 100.000 đồng. Cháu Trịnh Khắc Bổng Lý công đức 200.000 đồng. Cháu Trịnh Thị Trúc Năng Nhượng công đức 300.000 đồng. Cháu Trịnh Thị Mừng Năng Nhượng công đức 300.000 đồng. Cháu Trịnh Thị Diệp Mạnh Thái Hồng Thái công đức 300.000 đồng. Cháu Trịnh Thị Diệp Hà Nội công đức 500.000 đồng. Gia đình ông Trịnh Nam Phiến Năng Nhượng công đức 500.000 đồng. Cháu Trịnh Thế Hùng Hà Nội công đức lần 2 4 triệu đồng. Cháu Trịnh Lăng Tỉnh Năng Nhượng công đức 100.000 đồng. Cháu Trịnh Minh Tân Nhuần Năng Nhượng công đức 1 triệu đồng. Ông Trịnh Khắc Riến Năng Nhượng công đức 500.000 đồng. Các cháu Lê Huê Hạnh Hà Năng Nhượng công đức 400.000 đồng. Cụ Trịnh Thị Xót ở Lãng Đông của Á công đức 200.000 đồng. Bà Trịnh Thị Ngân ở Tiền Định công đức 150.000 đồng. Bà Trịnh Thị Dục Hài ở Diệm Đông công đức 350.000 đồng. Bà cụ Mà Nhuận Năng Nhuận công đức 500.000 đồng. Cháu Trịnh Thị Trang Vũ Thư công đức 200.000 đồng. Cháu Trịnh Thị Yến ở Thiên Định công đức 200.000 đồng. Ông Trịnh Khắc Thiêm Năng Nhuận công đức 1.100.000 đồng. Cháu Trịnh Thị Hiền Lành Hiền Thành Hà Nội công đức 150.000 đồng. Cháu Trịnh Thị Hồng Muốn Hà Nội công đức 150.000 đồng. Hai bà Khoa Bảo Huệ con Thị Luận Hải Phòng công đức 500.000 đồng. Ông Trịnh Khắc Khác và các cháu Công Thọ ở Lào Cai công đức 1 triệu đồng. Cháu Trịnh Khắc Hạ gấm Năng Nhượng công đức 300.000 đồng. Ông Trịnh Khắc Năm ở Lạng Sơn công đức 1 triệu đồng. Bà Nhâm Năng Nhượng công đức 500.000 đồng. Bà Trịnh Thị Ngụy Vương Năng Nhượng công đức 300.000 đồng. Bà Trịnh Thị Hoa ở Lạng Sơn công đức 200.000 đồng. Bà Trịnh Thị Hà Thái Bình công đức 200.000 đồng. Bà Trịnh Thị Dung ở Lạng Sơn công đức 500.000 đồng. Bà Trịnh Thị Mười Suy Năng ở Thực Tầm công đức 500.000 đồng. Và ông Ba Tư Ông Thất là công đức ở hệ thống là đường dây điện và ở nhà thị đường là không phải chưa trị giá bao nhiêu. Ông Trịnh Khắc Quý ở Năng Nhượng 500.000 đồng. Cụ trưởng của Thực Tầm 200.000 đồng. Cháu Trịnh Quốc Hương Năng Nhượng 1 triệu đồng. Ông Trịnh Đình Xuyên 500.000 đồng. Ông Trịnh Khắc Quy ở Lai Châu 500.000 đồng. Bà Trịnh Thị Nhạ ở Lai Châu 1 triệu đồng. Bà Trịnh Thị Ra Năng Nhượng 1 triệu đồng. Cháu Trịnh Thị Nón ở Sài Gòn 250.000 đồng. Cháu Trịnh Thị Ngọt ở Năng Nhượng 250.000 đồng. Bà Trịnh Thị Cài Hiệp Năng Nhượng 250.000 đồng. Bà Trịnh Thị Năm 250.000 đồng. Cháu Trịnh Thị Thơm ở Năng Nhượng 250.000 đồng. Cháu Trịnh Thị Vui ở Việt Nam 250.000 đồng. Cháu Trịnh Thị Sim ở Hà Nội 500.000 đồng. Cháu Trịnh Thị Ngọ ở Hà Nội 300.000 đồng. Cháu Phạm Thị Dung con bà Lạ Năng Nhượng 200.000 đồng. Ông Vũ Vinh Hiền Năng Nhượng 770.000 đồng.
ông Vũ Văn Nghị, Lý Năng Lượng 200.000 đồng, cháu Trịnh Trọng Huy ở Đồng Nai 250.000 đồng, cháu Trịnh Thị Vườn Đồng Nai 200.000 đồng, cháu Trịnh Thế Hùng là con Xuyên ấy, Hồng Thái 500.000 đồng, ông Trịnh Khắc Chiêu Năng Lượng 200.000 đồng, cháu Trịnh Minh Khiết ở Quảng Ninh 200.000 đồng, cháu Trần Văn Khôi ở Năng Lượng 100.000 đồng, cụ Trịnh Khắc Lẫn ở Bình Phước 1.500.000 đồng, cụ Trịnh Thị Mèn ở Đức Tầm 500.000 đồng, bà Trịnh Thị Duyên ở Bình Phước 500.000 đồng, bà Trịnh Thị Thành Bình Phước 500.000 đồng, bà Trịnh Thị Xuân ở Bình Phước 500.000 đồng, bà Trịnh Thị Hai Bình Phước 1.000.000 đồng, gia đình ông Trịnh Duy Xuyên ở Bình Phước 7.000.000 đồng, gia đình ông Trịnh Duy Hưng ở Bình Phước 8.000.000 đồng, cụ Trịnh Khắc Tuyển ở Yên Bái 500.000 đồng, cụ Trịnh Khắc Tiếp ở Năng Nhọn 1.500.000 đồng, bà Trịnh Thị Yến ở thành phố Thái Bình 1.000.000 đồng, bà Trịnh Thị Anh ở Hà Nội 1.000.000 đồng, cháu Trịnh Thị Thủy ở thành phố Thái Bình 200.000 đồng, cháu Trịnh Ngân ở Minh Tân 200.000 đồng, bà Trịnh Thị Tuyền ở Hải Phòng 500.000 đồng, ông Trịnh Khắc Ngôn ở Năng Nhuận 500.000 đồng, cụ Trần Vũ ở Thái Nguyên 500.000 đồng, cháu Trịnh Thị Mạnh Sài Gòn 1.000.000 đồng, cháu Trịnh Thị Sớm 1.000.000 đồng, gia đình cháu Trịnh Khắc Cao ở Năng Nhuận 20.000.000 đồng, bà Trịnh Thị Tư ở Hà Tây 500.000 đồng, cháu Trịnh Hải Yến Phương Hà Nội 1.000.000 đồng, cháu Trịnh Thị Thía ở Lâm Đồng 500.000 đồng, bà Trịnh Thị Vượng Năng Nhuận 1.000.000 đồng, bà Vũ Thị Oanh ở Năng Nhuận 500.000 đồng, bà Trịnh Thị Ngấn ở Năng Nhuận 500.000 đồng, bà Trịnh Thị Bốn Mỹ Lộ 500.000 đồng, cháu Trần Văn Hoài con ông Thuộc ở Quảng Ninh 500.000 đồng, hai cháu Đông và Đức con bà Vượng ở Hà Nội 2.000.000 đồng, ông Trịnh Lý Minh Năng Nhuận 500.000 đồng, hai cháu Tươi Thắm con ông Toại ở Hà Nội 500.000 đồng, cháu Trịnh Thị Thấm Bích ở Diệm Đông 300.000 đồng, cháu Trịnh Kim Oanh Định Thực Tầm 300.000 đồng, bà Trịnh Thị Thịnh và Nhung là ở Năng Nhuận 100.000 đồng, gia đình ông Trịnh Khắc Trương 1.000.000 đồng, các cháu Trịnh Quốc Lợi Liễu ở Diệm Đông là công đức, như vậy là đôi đèn thờ Hồng Đồng cũng trị giá 10.000.000 đồng, bà Chi Ba Năng Nhuận, Chi Ba là công đức 10.000.000 đồng, và tới nay là tổng số là con cháu là nội ngoại của họ tộc, coi là tới hôm thứ kia, còn báo cáo là từ hôm 21 tháng 2 hôm nay là 3 thì tôi lại nhờ cái bộ phận tiếp kỹ sẽ báo quốc phòng, thì tới bây giờ là được 200, à tới hôm 20 đấy thì là hết 20 được 288.095.000 à, thế còn là cùng bộ phận sau thì có làm hảo tâm đóng góp để đường. Ví dụ ông bán gạch của quốc Tuấn là cũng được 100.000 đồng, ông bán xe luồng cũng được 50.000 đồng, ông cháu Lương Máy Mốt của Việt Dương là 200.000 đồng, ông Hoàng Kéo Xà Quốc Tuấn là 200.000 đồng, đấy, cháu An Bán Ngói Chủ Tầm là 100.000 đồng, cháu Hoàng Quốc Pha Việt Dương là 800.000 đồng, cháu Thái Diệu Vật Liệu của Việt Dương là 500.000 đồng, và ông Triều tổ địa xây thì gọi là tổ địa xây ấy, thì 600.000 đồng, và cháu Diệu An Bạch Men Việt Dương 200.000 đồng, tổng số chú ngoài này là 2.750.000 đồng. Không có lẽ tôi xin báo cáo với các quý vị và họ tộc ấy, là vấn đề thu và vấn đề về thành công đức. Thế còn tôi cũng xin là tóm lại như thế này. Có lẽ cũng xin thôi vì trực tiếp tôi là giữ tiền mà, thì tôi cũng xin báo cáo là tới ngày 20 ấy, thì như vậy là tổng thu về đinh ấy, thì là 224.000.000 như cái báo cáo. Bây giờ 226.000.000 là gần hết, là còn 1-2 người thôi. Và suốt con cháu nội ngoại đóng góp là 228.900.000, và người ngoài họ tự tham gia công việc ở đây là đóng góp là 2.750.000. Thế rồi là thu lãi tiền gửi rồi thu bán các cái phế liệu rồi các dụng cụ sau sản xuất thì đã tổng thu là 524.124.000 đồng. Nhưng mà đây là cũng bà xin báo cáo, đây là bản báo cáo sơ bộ, có điểm nào sai sót xin mọi người thông cảm giúp đỡ, chúng tôi xin tiếp thu và bản báo cáo chính thức là sau sẽ chi tiết hơn. Cuối cùng xin kính chúc các vị quý khách, các cụ, ông, các bà, anh em con cháu nội ngoại
một năm mới nhiều sức khỏe, gia đình an khang và thịnh vượng. Xin được cảm ơn. Tiếp theo phần khánh thành từ đường hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đào Ngọc Sơn, trưởng ban công tác mặt trận của thôn, lên phát biểu ý kiến. Kính thưa các đồng chí đại diện cho lãnh đạo địa phương, kính thưa ông Trịnh Khắc Bạn, trưởng tộc, kính thưa các đại biểu đại diện cho các dòng họ trong thôn, thưa các cô, các bác, các anh, các chị cùng toàn thể các cháu trong Trịnh tộc. Hôm nay ngày 23 tháng Giêng Đinh Dậu 2017, con cháu nội ngoại xa gần Trịnh tộc ngành 2 thôn Năng Nhượng với tấm lòng thành kính tổ tiên đã công đức đất đai, tiền của, công sức để sau hơn 3 tháng xây dựng, từ ngày 8 tháng 9 năm Bính Thân đến ngày 23 tháng 12 năm Bính Thân, nay ngôi từ đường Trịnh tộc ngành 2 thôn Năng Nhượng đã hoàn thành thật khang trang, to đẹp. Đây là một công trình có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tấm lòng tri ân của con cháu với tổ tiên đầy tính nhân văn. Và cũng chính ngôi từ đường Trịnh tộc sẽ là nơi để con cháu xa gần hôm nay, mãi mãi mai sau, luôn luôn có tâm thức hướng về cội nguồn để sum họp, thành kính, hương nhang, để tri ân tổ tiên. Đúng như vậy, dù cho đi trọn cuộc đời, cũng không quên lãng những lời tổ tiên. Thật vậy, trong niềm vui chung của con cháu Trịnh tộc hôm nay, cắt băng khánh thành, tế lễ công đức tổ tiên, được hòa chung với phong trào lễ hội đầu năm trong cùng một thời điểm lễ hội trong cả nước. Điều này, vinh dự này, ít có được ở địa phương chúng ta. Và cá nhân tôi, người đang tham gia công tác mặt trận Tổ quốc, công tác mặt trận Tổ quốc được coi trọng là mái nhà chung. Như vậy, điều cảm nhận này với tôi được về dự cũng là vinh dự, rất tự hào với truyền thống của nhân dân thôn Năng Nhượng. Và xin được thay mặt cho Đảng, chính quyền, mặt trận thôn Năng Nhượng, kính chúc các vị đại biểu khách quý, kính chúc các cô, các bác, các anh, các chị cùng toàn thể các cháu về dự cắt băng khánh thành từ đường Trịnh tộc ngành 2 thôn Năng Nhượng luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa Trịnh tộc, điều khẳng định rằng ngôi từ đường Trịnh tộc ngành 2 thôn Năng Nhượng là một công trình thiết kế xây dựng hài hòa, to đẹp cả về không gian và thời gian. Một công trình thế kỷ có ý nghĩa về tâm linh, thiêng liêng nhất, nơi tôn kính nhất của dòng họ. Nơi đó là cội nguồn của tổ tiên, công đức của ông cha đã về khai cẩn và tạo lập lên mảnh đất này. Chính vì lẽ đó, con cháu có được cuộc sống no đủ, vui tươi hạnh phúc như ngày hôm nay đều nhờ công đức của tổ tiên gây dựng. Niềm tự hào chung này với thôn nhà, đến nay thôn nhà đã xây dựng được 10 ngôi từ đường họ. Trong đó, ngôi từ đường Trịnh tộc ngành 2 thôn Năng Nhượng được xây dựng bề thế, to đẹp, đã góp phần vào nét đẹp văn hóa của làng và tô thắm thêm tình hình ảnh, diện mạo của quê hương thôn Năng Nhượng, xã Trà Giang, khởi sắc, nơi thôn quê dù có xa trung tâm tỉnh huyện nhưng vẫn đối tự hào về truyền thống của ông cha. Thật vậy, ý nghĩa công lao và sự hy sinh của các bậc tiền nhân, tổ tiên Trịnh tộc ngành 2 thôn Năng Nhượng đều được con cháu nội ngoại qua nhiều thế hệ để giữ gìn và vun đắp ngày một tốt đẹp hơn. Đặc biệt về tính nhân ái, tình đoàn kết, gắn bó yêu thương trong gia đình, trong dòng họ, trong thôn làng đều có tinh thần trách nhiệm xây dựng, và một trong những dòng họ đầu tiên trong thôn xây dựng được quỹ khuyến học, khuyến tài có số quỹ gần 30 triệu đồng. Hàng năm vào ngày khai giảng, họ đều trích quỹ để khen thưởng động viên cho các cháu có chí học tập, có thành tích học giỏi. Đây cũng là chăm lo, sự chăm lo vun trồng cho thế hệ mai sau để ươm mầm, gieo hạt cho những hạt giống đỏ về tương lai. Điều này Trịnh tộc cũng đã làm đẹp thêm cho phong trào truyền thống của thôn làng Năng Nhượng để sánh vai với các dòng họ có chức sắc trong toàn xã.